Tiếp nói chương trình nghệ sĩ Lâm Phương hát bài ca vọng cổ Kiếp Luân Hồi, tác giả thầy Thanh Tân. Ngày hai buổi muối dưa đạm bạc, tâm thanh nhàn nhờ tiếng mõ hồi chú, lòng lòng luôn niệm chữ Di Đà để nguyện cầu cho chúng sanh sớm vượt qua dòng sinh tử. Tích xưa đức Phật nguyện lòng độ sinh, thấy trong nhân loại luôn hồi chuyển xoay. Ngài ra đi để tế độ muôn loài, tìm ra đạo pháp nhiệm màu, bỏ nơi cung vàng biển ngọc, chốn rừng già lập hành từ bi. Và không hề sớm suốt ôi kiếp người dày dạng phong sương, sầu đau sinh ly tử biệt, vì thân chỉ là tứ đại tham vọng như áo mộng, mong được sang giàu trăng người luôn lẫn đần không ngày vui. Trần gian đau khổ muôn phần, đúc từ bi soi rõ lối về. Nam mô A Di Đà Phật, nhờ ngón đúc từ bi mà con đã xóa tan đi lòng tham vọng, cùng với biết bao nhiêu nghiệp chướng ở trong đời. Con đã ngộ ra kiếp sống làm người đã phải chấp nhận khổ đau khi vừa rời lòng mẹ, cất tiếng khóc chào đời vì chẳng mảnh vải che thân. Khi lớn lên thì càng dày dạn phong trần, ngày hai buổi thân còi lăn lồi, cũng vì tiền mà tạo cho đời thêm tội, nên kiếp luân hồi muôn đời không. Chỉ khổ xác thân, con người thể xác tinh thần khổ luôn, khổ đến chết vẫn chưa buông nó được, vậy mà nhiều người cứ lấy đó làm điểm. Nếu ta biết tạo cho mình được nhiều phước đức thì chuyện kiếp sau được hưởng sang giàu. Pháp nhiệm màu, ta muốn chuyển xoay lên thân người là khó được, đạo pháp Phật truyền lại thật khó nghe. Kệ kinh đâu phải thơ về, mà là chân lý của lời Thế Tôn. Thân tứ đại rồi cũng trả về các bụi gì có linh hồn là nghiệp mãi đeo mang.
mãi trong mãi mê trầm luôn. Trời ngọc hồng gian phật vân vân dân dân cho ta kết nơi niết bàn trọn đời an vui hết kiếp khổ đau. Người ơi xin hãy cùng ngài đến tốn niềm đức Di Đà ngài luôn hộ trì. Không còn lo lắng ở trong ta là bà suốt đời khổ đau đến nơi kiếp bạn.